Đây, các bạn có thể thấy mình đang có trên tay là một cái bàn phím mà mình có thể gọi là ước mơ tuổi trẻ của mình, vì mình đã từng mơ rất là lâu để có được một con bàn phím Razer. Và thật sự mình đã phải mơ rất là lâu cho đến khi mình đủ tiền để mua, tại vì thật sự hồi xưa nhìn Razer nó giống kiểu một cái ước mơ tuổi trẻ vậy. Nó là một cái niềm ao ước của biết bao thanh niên, vì thật sự là nó quá đẹp và nó lại cũng đắt nữa. Nó hơi khó tiếp cận với những người nhỏ như mình ngày xưa. Nhưng mà bây giờ mình đã có trên tay được con Razer Black Wish đầu V3 rồi. Và nó cụ thể ra sao thì các bạn cùng mình tìm hiểu qua video nhé. Và tất nhiên, chào mừng quay lại với kênh Thế Giới Phụ Kiện. Đây, các bạn có thể nhìn ngay đây luôn. Đầu tiên phần thiết kế nó vẫn là kiểu thiết kế quen thuộc của nhà Razer thôi, nhưng mà cái kiểu thiết kế này thực sự nó rất đẹp, đẹp và sexy vô cùng. Con này nó sẽ được gần như là nó giống kiểu nó được fusion, như kiểu kiểu nó được dung hợp với bản V1 và bản V2 khi mà thì các bạn có thể thấy ở đây luôn, nó một nửa là nhựa, một nửa là kim loại. Và thật sự mình nghĩ là cái phần thiết kế này khá là thông minh, tại vì cái máy của mình các bạn có thể thấy ở đây mình có một con PC và nó bị rò điện. Nếu như mà ai mà sử dụng những con PC bị rò điện rồi thì đều biết là nếu như mà chúng ta cắm những cái thiết bị mà full kim loại vào thì thông thường nó sẽ có một cái hiện tượng giật nhẹ lâu, kiểu nó không giật liên tục được, nhưng mà lâu lâu nó sẽ kiểu bị cái nhẹ. Thì một cái việc là khi cắm bằng nhựa như thế này nó sẽ đảm bảo được cái việc là chúng ta sẽ không bị giật điện đó. Cái này là một cái điểm cộng rất là lớn luôn. Và mình có coi qua review rất là nhiều người thì rất là nhiều người chê cái phần là phần keycap này bằng nhựa nhám cho nên là nó không được đẹp lắm, nhưng mà mình là một người thích nhám và mình thấy cái phần keycap này rất là đẹp. Mình rất là thích phần nhựa nhám của con này, tại vì cái độ hoàn thiện, tất nhiên cái độ hoàn thiện cực kỳ cao, và cái việc nó làm nhám như thế này nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ của nó lâu hơn. Mặc dù tất nhiên là nếu chúng ta xài lâu thì nó cũng sẽ bớt nhám đi, nó cũng sẽ bị bóng, nhưng mà cơ bản thì nhám nó vẫn tốt hơn các bạn ạ. Đấy là mình nghĩ thế, tại vì mình rất là thích nhám. Cái phần nhám như thế này nó sẽ đảm bảo được rất nhiều việc, ví dụ như tăng tuổi thọ này, cảm giác sờ vào cũng sướng hơn. Mặc dù tất nhiên là nếu như mà nó bóng hơn một chút thì nhìn nó sẽ kiểu gọi là sang chảnh hơn, nhưng mà với những việc game thủ chúng ta phần lớn là sẽ màu đen đó, chúng ta sẽ xài những cái thiết kế giống kiểu low key, đèn rất là tối, sử dụng các cái đèn neon thì nó bóng thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà cái phần nhám như thế này nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ nó lâu hơn và sử dụng tốt hơn, nó sẽ thích hơn nữa, đúng không? Tại vì chúng ta không bật hình sáng thì chúng ta coi có nhiều đâu. Cái bàn phím Razer của chúng ta sẽ là một cái bàn phím full size 104 phím, nó có hỗ trợ đầy đủ tất cả các loại phím luôn, và ngoài ra chúng ta còn có hai phím function để tăng giảm âm lượng rồi một cái nút micro nếu mà chúng ta muốn. Ngoài ra thì chúng sẽ được tặng một cái phần kê tay đó, cái phần kê tay này là bằng nhựa và chúng ta có thể đặt lên cái bàn phím của chúng ta nếu như mà chúng ta muốn. Nhưng mà cái khó chịu ở đây là chúng ta có một cái logo Razer đây, nó sáng đèn, mặc dù được làm nhám xong nó cũng giảm bớt cái độ sáng đi rồi, thì cái phần này nó bị một cái vấn đề là nếu như mà chúng ta đặt lên thì chúng ta sẽ không thấy được cái logo này, nó hơi phí một chút. Thì mình vẫn thích sử dụng không có cái phần kê tay này hơn, nhưng mà cơ bản thì chúng ta được tặng thêm một cái phần kê tay chứng tỏ vì cái mức giá của nó cũng khá cao, cho nên cái việc nhà Razer chăm sóc cho người dùng thêm một chút cũng không phải một điều gì đó quá quá đáng. Cái phần keycap của chúng ta sẽ được làm bằng nhựa ABS Double Shot, thì cái này nó sẽ đảm bảo được một cái việc là giúp cho tuổi thọ của những con này cực kỳ cao. Nó không phải là in Razer luôn, nó được làm một cái công nghệ khác, nhưng mà cái vấn đề là các bạn nếu như sử dụng con này các bạn sẽ để ý cái phông của nó xấu vãi chưởng. Cái phông của nó như kiểu bàn phím tàu á. Này các bạn để ý, nếu như những cái phím như kiểu SC, những cái phím Insert hoặc là những cái phím Home, PF, PDAO, mình là một người sử dụng những cái loại phím đấy cực kỳ nhiều, tại vì mình đọc truyện và coi phim nhiều lắm. Nhưng nó thật sự nhìn chợ vãi chưởng các bạn, đặc biệt là các bạn nhìn cái phím đeo đi. Cái phím đeo cái phần D của nó cực kỳ mỏng và mình kiểu không được chấp nhận cái sự thật là tại sao nhà Razer có thể làm được một cái gọi là một cái in xấu một cách tàn bạo và dã man như vậy. Nhưng mà đây, chúng ta đã có cái bàn phím ở đây và chúng ta buộc phải chấp nhận cái việc đấy. Thì bù lại chúng ta có một phần LED RGB cực kỳ đẹp, LED Chroma 19,6 triệu màu. Đó, các cái phím của chúng ta nó sẽ được làm trong suốt để giúp cho cái phần xuyên của cái phần LED này đẹp hơn. Và thật sự mình nói thật là con này đẹp vãi chưởng,
cái phần LED của con này đẹp lắm, là một trong những phần LED đẹp nhất mà mình từng được trải nghiệm. Và mình có thể nói thẳng luôn là vô đối luôn, gọi là vô đối luôn. Tại vì rất nhiều người mê mẩn nhà Razer cũng một phần là vì LED của họ quá đẹp, họ đi tiên phong những phần này. Và những cái phần chuyển của nó mượt mà như mông em bé, thực sự mượt mà lắm lắm lận lận luôn luôn luôn. Cho nên là nếu như mà mua con này về chơi game mà kiểu phóng hơi tối một chút mà bật LED ngắm con này, thôi hết nước chấm luôn, không có gì để bàn luôn nhá anh em nhá. Nhưng mà nếu như anh em hỏi là cái phần LED này đã là gọi là đẹp nhất chưa, thì nó có bản Pro nên bản án nó sẽ đẹp, nó sẽ đẹp gần như nhau, nhưng mà tất nhiên là nếu như bản Pro thì nó vẫn sẽ đẹp hơn một chút, hoặc là ít nhất mình nghĩ thế. Thì cái layout của con này gõ cực kỳ ổn, mình đánh giá là gõ cực kỳ ổn luôn, tại vì nó không quá khác biệt so với các layout thông thường, chúng ta bấm vào cái là chúng ta làm quen được ngay. Nhưng chun tomate nó sẽ có một cái ngốc nghếch ở đây là cái con lăn của chúng ta, các bạn sẽ cảm giác nếu như chúng ta quấn con lăn này nó không mượt mà lắm, nó sẽ giống như kiểu là mấy cái xe hơi mấy cái xe ô tô ngày đồ chơi ngày xưa của chúng ta, chúng ta cầm chúng ta én nó lấy lực á, xong rồi nó từ từ nó chạy én, thì cái cảm giác quấn con lăn này y chang như vậy. Và chúng ta quấn con lăn nó sẽ bị đụng ngón tay vào cái phần keycap đó, thì nếu như mà con lăn này được di chuyển lên trên một chút thì nó sẽ đỡ bị đụng cái phần keycap hơn, tức là chúng ta khi mà chúng ta lăn con quay nó sẽ đỡ bị đụng vào cái phần phím ở đây, phần phím numpad hoặc là mấy cái nút sạch chéo gì đấy, thì thông thường chúng ta kéo thế này nó sẽ bị đụng vào cái, và nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm của chúng ta nó không được gọi là quá mượt mà. Và chiếc Black Widow V3 của chúng ta được sử dụng cái switch là Razer Green Medical Switch, thì cái này là cái switch độc quyền của nhà Razer. Và thật sự mình phải nói thẳng luôn là cái switch này có sướng vãi chưởng. Nếu như những cái phiên bản trước á, của con này á, trước cái switch này thì thông thường nhà Cherry vẫn có một cái lợi thế nhất định ở phần switch, thì đợt này nhà Razer đã vả nhà Cherry không trượt phát nào. Mặc dù tất nhiên là vẫn sẽ có nhiều người quen với cái cảm giác của nhà Cherry hơn, nhưng mà nếu như các bạn gõ thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái Razer Green Switch này nó thật sự rất là tốt luôn. Nó cảm giác gõ đã hơn đâu đó khoảng cỡ 10 đến 15% so với con Cherry của mình đang xài đó. Các bạn có thể nghe cái tiếng này. Và đây là tiếng của Razer. Nghe nó hơi khác nhau một chút, và cái trải nghiệm gõ thì thật sự là mình cảm giác khi mà mình sử dụng được khoảng cỡ 1 tuần á, thì mình cảm giác con này có sướng hơn con Cherry của mình, mặc dù mình đã gõ con Cherry rất là lâu rồi, nhưng mà mình vẫn phải cảm giác là con này gõ sướng hơn. Và ngoài ra ở cái phần switch của chúng ta, các bạn để ý khi mà chúng ta gỡ ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở trên chúng ta sẽ có phần đèn LED này, tất nhiên rồi ở giữa thì cái phần này nó sẽ giúp cho cái switch của chúng ta bám vào sâu hơn cái bàn phím, và nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là rơi rớt. Và cũng như là khi mà chúng ta sử dụng cái bàn phím này á, thì với cái thiết kế kiểu này nó sẽ đảm bảo được một cái việc là nó sẽ cảm giác cao cấp hơn khi chúng ta gõ. Tức là sao? Tức là khi mà chúng ta đụng vào cái này này, nếu như mà chúng ta đụng vào các cái switch thông thường là với cái phần màng hai bên như thế này, nó sẽ bám hơn và nó sẽ khiến cho cái bàn phím của chúng ta, cái phím của chúng ta nó sẽ khó bị rơi rớt hơn và cảm giác nó cứng cáp hơn đó. Nó sẽ không bị xảy ra cái hiện tượng gọi là flick á. Và ngoài ra thì cái phím cách này này mình đánh giá cực kỳ cao luôn, khi mà nếu như chúng ta sử dụng những cái bàn phím thông thường á, nó chỉ có một hai cái switch ở giữa thôi ấy, thì khi mà chúng ta gõ hai bên này này đó, chúng ta sẽ cảm giác được rất là rõ là phần ở giữa có nặng hơn. Nhưng mà con Razer này phần ở giữa gõ vẫn nặng y chang hai cái, khi mà chúng ta gõ ở cả hai bên ở giữa, ở bên trái bên phải, thì nó vẫn nặng y chang nhau, và nó đảm bảo được một cái việc là cảm giác chúng ta gõ thế sẽ đậm hơn, cảm giác rất là thích luôn. Nói chung là mình rất là thích cái phần switch của con này với cái phần thiết kế thêm của nó. Nó khiến cho mình cảm giác những cái bàn phím này nó high quality hơn, nhưng mà trừ cái việc là nó in hơi xấu thôi. Và ngoài ra thì cái switch này nó gọi là nó hơi độc quyền một chút, khi mà những cái phím dài, những cái phím đặc biệt ví dụ như enter này, shift này, hoặc là phím xóa này, những cái keycap này các bạn sẽ không thể mua keycap ở bên ngoài gắn vào được, mà phải mua cái keycap của nhà Razer luôn. Cho nên là cái này sẽ hơi bất tiện một chút. Nhưng mà thật sự thì cũng chả ai mua cả, tại vì thông thường nếu như người ta muốn custom bàn phím nhiều thì người ta sẽ hướng đến những dòng như kiểu Ducky hoặc là Fincon nhiều hơn. Thì con này nó không có những điểm đấy, nhưng mà mình cũng không nghĩ đây là một cái điểm trừ quá lớn. Phần jack kết nối của con này thì nó được sử dụng một cái dây dù đó. Cái dây dù này thì nó thực sự rất là dày và bự, nhưng mà mình thích
nếu như nhà Razer có thể thì họ có thể làm nó mềm hơn một chút, tại vì thực sự là mình không thích kiểu cứng quá, kiểu nó không thoải mái lắm đó. Cái phần đầu thì tất nhiên là chúng ta vẫn có cái phần đặc trưng của nhà Razer, nhìn rất là cứng cáp mạnh mẽ, cả hai đầu đều được in chữ Razer, cho nên đôi khi chúng ta sẽ cắm qua cắm lại, cắm qua cắm lại, cắm qua cắm lại mà vẫn chưa cắm vào được. Và cái này là cái điểm mình khó chịu này đó, chúng ta sẽ có một cái thiết kế dây đúng không đó, các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ cắm được cái dây này ngược lên trên này, và ngoài ra chúng ta có thể cắm qua hai bên này nếu như chúng ta thích, nhưng mà không khuyến khích cắm qua hai bên này nha, tại vì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác không an tâm. Mặc dù tất nhiên là nhà sản xuất họ làm như thế này thì chứng tỏ là họ cũng đã tính toán đến cái việc là nó sẽ đảm bảo được cái việc nó sẽ không bị đứt dây ngầm rồi, nhưng mà nếu như các bạn quấn như thế này này, cái cảm giác đứt dây ngầm của mình nó vẫn quay lại và nó khiến cho mình bị ám ảnh, và mình cũng hơi sợ, cho nên mình không recommend cái việc đấy lắm, tại vì chúng ta có cái phần cắm ở giữa đây rồi, nó thật sự rất tiện đó. Ok, ở bên dưới này thì tất nhiên chúng ta có hai cái nấc để nâng cái độ cao của bàn phím như chúng ta muốn, và thông thường thì mình sẽ sử dụng cái nấc thấp hơn tại vì mình không thích nó cao quá mỏi tay lắm. Thì đó là bài đánh giá chi tiết của mình về con Razer Black Crystal V3. Thì đây là một trong những con bàn phím gọi là cũng thuộc diện khá là cao cấp, khi mà nó có giá đâu đó là khoảng cỡ 3,5 triệu, 3,2-3,5 triệu gì đó. Thì chúng ta sẽ có gì? Tất nhiên phải ngoài cực kỳ khôn ngầu đến từ nhà Razer, thiết kế đẹp, led đẹp, nhìn chiến vô cùng, bàn phím tốt, gõ switch sướng vãi chưởng, nhưng mà tất nhiên là nó vẫn có một số vấn đề nho nhỏ như mình đã nói ở trên. Đầu tiên là cái phần in của nó trên cái bàn phím này nó phông hơi xấu, thực sự phông hơi trợ. Và ngoài ra thì cái phần kéo con lăn này này, cái phần kéo function ở bên ngoài này nó hơi cụt tay một chút, cái hành động của chúng ta không được thoải mái lắm. Thì cái này chắc là sau này nó sẽ được nâng cấp sau chứ không phải cái phiên bản này. Vậy nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về con bàn phím này thì cứ comment bên dưới nhé, và mình sẽ cố gắng trả lời tất cả mọi thứ. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện nhé. Cảm ơn, peace.